so back to what I was saying. Phản ứng là của chồng sắp cưới nam em sau khi người đẹp chia sẻ chuyện có em bé. Những động thái bất ngờ từ phía nam em khiến mọi người càng thêm hoài nghi tính xác thực của những câu chuyện mà người đẹp chia sẻ. Vào sáng ngày 8 tháng 12, nam em lại tiếp tục câu chuyện mỗi ngày một scandal với tuyên bố về việc có con. Thông tin này ngay lập tức gây hoang mang dư luận vì không rõ thực hư của câu chuyện. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, nam em bất ngờ tiết lộ chuyện mình từng có em bé nhưng không thể giữ được. Mình trí của mẹ bình an nhé, ba mẹ không bảo vệ được cho con. Hy vọng những ngày tháng sau này cuộc đời sẽ nhẹ nhàng hơn với mẹ. Xin lỗi vì đã không đủ sức để bảo vệ cho con, thiên thần của mẹ. Sau tuyên bố của nam em, nhiều người tò mò phản ứng của chồng sắp cưới của người đẹp. Tuy nhiên, Trái với tuyên bố sẽ bảo vệ vợ sắp cưới đến cùng thì người ta phát hiện chồng của nam em đã khóa trang cá nhân trên Facebook. Động thái là lùng này của ông xã nam em khiến mọi người không rõ thế nào. Có người còn cho rằng có vẻ như không muốn đối diện với những ồn ào trên mạng xã hội nên anh đã quyết định khóa trang cá nhân. Trước đó, ông xã nam em cho biết không hay sử dụng Facebook. Tôi ít sử dụng nền tảng TikTok, Facebook mà chỉ dùng chính là Zalo và Mail nên các bạn thông cảm anh cũng từng bày tỏ quan điểm về những vấn đề mà nam em gặp phải. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã quan tâm lo lắng cho cô ấy. Cô ấy đủ thông minh để ra cuộc đời cho một ai đó. Nếu ai đó làm cô ấy khổ hạnh, đó là nghiệp cô ấy phải trải qua và sự trừng phạt với nhân quả cho những người có mưu đồ hãm hại cô ấy. Trước đó, nam em từng tiết lộ cô và ông xã dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 4 năm 2024. Gần đây, người đẹp cũng gây xôn xao dư luận khi cho rằng chồng cô bị ai đó hãm hại khiến anh bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu